quậy, nó ma mị như thế nào quá. Ai trong đó? Mau lên tiếng, ai trong đó vậy? Trong người tôi có vũ khí. Ai? Mau xuất đầu lộ diện nhanh. Trong này ớm lạnh ghê rợn. Mình mới vào đây thôi. Là thấy ghê lên tới ba. Alo alo, mình xin kính chào quý cô chú anh chị, quý vị và các bạn. Thì quý vị, hôm nay mình đang có mặt tại một cái bệnh viện bỏ hoang ở tại Bình Chánh đó quý vị. Thì hôm nay mình sẽ đi vào trong và cùng quý vị mình khám phá một tí xíu về cái bệnh viện bỏ hoang, mà để mọi người được lương tiện tới là những cái bệnh viện bỏ hoang mà kỳ bí và rùng rợn nhất nha quý vị nha. Thì ở đây là nằm ở phía trong cái bệnh viện rồi quý vị. Rất nhiều bạn và cô chú anh chị mình đã đi vào đây và khám phá những cái bệnh viện bỏ hoang như thế này quý vị. Thì được những tiếng cười khúc khích vào lúc nửa đêm rất là ma mị. Những cái cánh cửa mà kêu cọt kẹt đó quý vị. Thì sẽ liên tưởng tới một cái là gọi là như là tiếng kêu rùng rợn ở trong những bộ phim ma kinh vị đúng không? Đây, ở vì mình thấy không? Là bỏ hoang, được bỏ hoang hoàn toàn, rất là ớn lạnh và rùng rợn quý vị nhé. Bởi vì mình thấy xung quanh đây, quý vị là còn cỏ và những cây cối mọc tùm xung quanh thôi quý vị. Rồi sao? Sao vậy? Ê, ê, ê. Quý vị, sao vậy? Đèn tự nhiên bị tắt quý vị. Cho tới chỗ đây vô mình tự nhiên nó rung á. Rung lạnh hết người. Sao vậy ta? Đúng quá, đèn bị tắt rồi. Để mình mở đèn led lên nha. Rất âm thanh, những cái âm thanh mà lạnh và ớn lạnh rùng mình đó quý vị, thì đều nằm phía trong cái bệnh viện này hết. Ở đây đó quý vị thấy là nó sẽ bao trùm hết tất cả là những mà cây cối ở phía trong bệnh viện này đã bao trùm hết tất cả rồi. Những cái cánh cửa đã cũ kỹ. Thì quý vị mình cũng đã biết rồi, đã đi vào trong những cái bệnh viện là đều có những cái tiếng kêu. Thì cứ đi là nghe những cái tiếng chim hót. Ở phía dưới quý vị thấy toàn là lá và cỏ đều xung quanh rất là nhiều đó. Nên
đi những phá như vậy quý vị, đều quý vị biết tại sao mà tất cả anh em đều mang giày hay không? Đi vào ở trong này á. Ở cái gì? Có ai trong đó không? Trên người tôi có đồ nha, trên người tôi có đồ. Thôi cánh cửa tự nhiên đóng cửa kìa. Ai vậy? Có ai không? Có ai đó không? Có ai trên trển không? Tôi có đồ, có hàng, vũ khí trong người nha. Có ai không? Xuất hiện đi. Đừng có hù tôi ạ. Trong kia hình như có ai ai trong trọng quá kìa. Có ai trong trọng? Ai trong trọng? Ai trong đó vậy? Ai trong đó? Mau lên tiếng, ai trong đó vậy? Trong người tôi có vũ khí. Ai? Mau xuất đầu lộ diện nhanh. Trong này ớn lạnh và ghê rợn. Mới vào đây thôi. Là cái gì nhìn thấy ghê lên tới ba. Này mà nó nhảy ra một cái một thì chắc cứ bỏ chạy mất dép quá. Có người nào trong này không vậy? Làm ơn lên tiếng giùm đi, có người thì lên tiếng giùm nha. Nhảy ra hù tôi rồi tôi dứt liền đó. Nha, có người thì lên tiếng giùm nha. Cảm ơn, có người thì lên tiếng giùm nha, không có người thì lên tiếng giùm nha. Đừng nhảy hù tôi nha. Thì thế, những cái bàn ghế, những cái cành ghế đá đó quý vị, thì cái chỗ này là cái quầy mà để thu điểm danh để mà vào trong bệnh viện để đi khám đó quý vị. Đó, là những cái bàn ghế đá này có rất nhiều. Thì quý vị mình cũng biết rồi,
đi vào trong những cái khu bệnh viện này như thế này á, bởi vì biết rất là đã nói tới bệnh viện mà bỏ hoang là như thế nào á, thì người ta, những người khác mới bỏ hoang như thế này, chứ không phải là khinh không mà bỏ hoang đâu cô chú anh chị mình ạ. Hồi nãy giờ, từ nãy giờ là mình tự hù mình hả ta? Rõ ràng là thấy có biết cái tiếng phớt qua mà đúng không? Rung rung cả người. Trời. Là mới có một người đi, có một mình đi mà vậy, ở trong này cỏ cây đồ nó nhiều quá đó. Âm tùm á. Nên là muỗi ở trong này rất là nhiều. Thì chắc nếu mà để kêu mà có người vào trong này ở thì chắc không có đâu quý vị. Chắc không có đâu. Nếu mà người vào ở thì chắc không đâu quý vị ha. Đúng. Nước mưa xuống, nghe những cái tiếng chim kêu cục cục cục, rất là ghê rợn quý vị. Này, này là ở trên, ở trên trên bệnh viện. Nãy là mình nghe tiếng sột soạt phía trên này, tiếng sột soạt phía trên này, biết có cái gì không trên này? Có ai trên này không? Đã được bỏ hoang nhiều năm đó quý vị, nên á là quý vị thấy không, những cái là cái tấm la phong đã ấy xuống hết rồi, rớt xuống hết trơn rồi quý vị. Nào quý vị, những cái tấm la phong đã rớt xuống hết rồi, giờ này chập choạng tối đó quý vị. Thì thường thường đó, mà đi vào những cái chỗ như vậy nè quý vị, là phải 2-3 người, 3-4 người gì đó đi thì mới đỡ ghê rợn và rùng rợn hơn. Ở bên này kêu rùng rợn má quái, nó ma mị như thế nào quá. Trời ơi, yếu tim. Cánh cửa phòng này, phòng gì? Những cánh cửa kêu mà cọt kẹt như vậy nè quý vị. Thiệt đi vào ở phía trong này á, lương tưởng là y chang như là mình coi trong những bộ phim mà kinh dị rùng rợn của Thái Lan đúng không? Chỉ có những người mà đi một mình thì cũng sợ dữ lắm chứ bộ. Những cái tấm la phong đã được rớt xuống hết rồi đó. Chỉ còn đây là quý vị thấy những tấm la phong. Gì bên này mới thấy phớt qua luôn. Hồi nãy tự nhiên cánh cửa tự đóng thôi, rồi mất hồn mà.
Quý vị nào mình thấy không quý vị? Ở trên đó, trên đó có quý vị ơi. Ôi má ơi, làm hết cả hồn mà. Đâu vậy? Đừng ra đâu. Liên tưởng hết xung quanh. Phòng siêu âm. Trong này tối quá. Sao nó ngấm ngặt dưới ra. Chị dám đi ở ngoài. Hồi nãy giờ ông này ông hù mình. Chết sợ. Hả? Huh?